Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink ngày 31 tháng 3 tuyên bố Mỹ ủng hộ và sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch virus corona hiện đang lan khắp toàn cầu. Mở đầu thông điệp qua video đăng trên Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam, ông Crittenbrink gửi lời cảm ơn tới những người Việt Nam ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ông cho biết, ngay từ những ngày đầu của cuộc khủng hoảng, đội ngũ y tế của Mỹ đã hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc kiểm soát và ứng phó diễn biến dịch bệnh. Đại sứ Mỹ nói, trong 20 năm qua, Washington đã hỗ trợ Hà Nội 706 triệu đô la trong lĩnh vực y tế và trợ giúp đáng kể về kỹ thuật tài chính trong thập niên qua, giúp Việt Nam ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm. Ông khẳng định, Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục sự hợp tác, không chỉ trong thời điểm chống dịch COVID-19, mà còn sau khi dịch được khống chế. Việt Nam báo cáo hiện có hơn 200 ca nhiễm virus corona, nhưng không có trường hợp tử vong. Trong khi đó, Mỹ đã trở thành tâm dịch của thế giới, với cảnh báo có thể lên tới hàng triệu ca nhiễm và số tử vong có thể lên đến 200.000 vì đại dịch này.